Hôm bữa mua chung cái chai Kitchen Kleen lau dầu mỡ này với lại các anh chị á, thì thấy xài đã ghê. Đây là một cái video mà chị bạn chị gửi cho nè. Chị xịt cái nhà của chị á, coi nó dầu mỡ quá chừng luôn mà chị lau nó sạch trơn à. Đó, này là mình có một cái ống vi sinh, xong rồi mình sẽ pha vào với 500ml nước lạnh bình thường á. Xong mình lắc đều rồi xịt lên những cái chỗ dơ nè, bám dầu mỡ nè, để 10 giây rồi mình lau lại bằng khăn sạch là nó sạch trơn nè. Coi chị lau nè, đó trời, cái bếp ga mà nó bóng dữ không. Đó là nhà chị xài bếp ga nha, chứ còn nhà mà xài bếp điện á là còn mê nữa, vì lau cái một luôn á mà nó an toàn dữ lắm, tại vì cái này nó hàng organic á. Thấy chị lau vô nó bóng láng à. Mọi người cứ muốn mua chung á thì cứ IP mình, rồi mình sẽ mua rồi gửi về cho các bạn.